Xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cói La Lin. Thì hôm nay chính là tập 3, anh em chúng em đi xây nhà cho bà đây ạ. Hôm nay thì rất là đặc biệt là chính là toàn anh em trong gia đình thôi ạ. Bên kia là hai anh em nhà anh Trình Tường ạ. Kia là anh Khánh Anh. Khánh Anh này rất xoay ca quý vị ạ. Đây và đây là chị Phương Mai. Chị đang xếp gạch để mà đùn gạch. Phương Mai vừa thi được bằng lái xe rùa quý vị ạ. Cái bể phốt của bà đã hoàn thành rồi đây. Hôm qua em có về là hai anh bên xã đoàn vẫn đang xây dở. Bây giờ là đã xong. Hôm nay là có hẳn 3 thợ xây. Hôm qua là có 2. Anh Khánh Anh đẹp trai nhá. Chào mọi người nhá. Anh Khánh đang làm cái lò bếp cho bà. Cái bếp lò. À, cái bếp lò. Cái lò bếp. Anh Lở đang xây, anh Láng. Anh Láng anh xem. Ôi, kia chú Lin kia, cho chú Lin nhá. Gạch mẹ anh ạ. To hơn xíu. Hôm nay thì thời tiết không thuận lợi cho công việc của anh em mấy quý vị ạ. Hôm nay là bây giờ trời đang mưa bay. Hôm nay trời cũng khá là rét. Anh nhìn độ xuống. Vâng, hiện tại cũng khá là... Đây, trời mưa. Mưa bay nhờ vẫn xây được. Hoặc là mưa, lúc nào mưa to thì anh em sẽ nghỉ. Anh Nhân đang đo cửa cho bà. Tự mình ăn uống mình không có tội anh ạ. Cửa cho bà chắc cửa gỗ chứ nhỉ anh nhỉ, hay là cửa bằng vầu cửa sắt thôi. À cửa sắt, cửa nhôm cửa nhôm à? À cái đúng rồi, cửa nhôm quên mất. Như nhà em ở cái chỗ phơi quần áo cũng cửa nhôm. Đây chú Linh cũng ra đây. Ôi không sợ đâu, cửa sắt á. Bạn Thành đang đảo bữa xúc bữa. Thế anh Khé đang thiếu. Anh Khé đang mắc ở trên này à? Ô thế anh xuống kiểu gì? À, tự nhốt mình rồi. Đang rét. Vị ơi, sau khi mà chúng em chia tay các nhà hảo tâm ở dưới thành phố Lào Cai lên thì bây giờ chúng em lại tiếp tục làm đấy. Chị Mai hôm nay là vẫn tiếp tục là lái xe bò, à lái xe rùa chứ nhỉ? Anh Láng, anh Khé, anh Huy Sơn. Ô, ăn ở đâu rồi? Ngủ. Ô, ăn ở ngủ đâu ạ? À vâng, hôm nay là rất là vui nè mọi người, đa phần là sắp say hết rồi.
Chúng em có thêm cái thang để mà di chuyển cho dễ. Và thang xuống lìn. Không thì hôm qua là rất là khó khăn khi mà trong cái việc mà leo trèo. Bé ăn bữa không? Khé đang làm gì đây ạ? Đang làm ô thoáng. À, ô thoáng. Thế này ba sắp có nhà mới ở rồi. Chúng em sẽ cố gắng là xây nốt để mà thu hồi, không biết là có hết được không. Rồi thì chắc là thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Thời gian sẽ cho ta tất cả và khi xây xong sẽ biết mọi thứ. Cái xăng nó lên ấy, thì nó sẽ nóng, chứ còn là cái dầu lửa trong dầu mỡ lên ấy. Thế là sao không bảo con cái xía hả? Mọi người ơi, anh Nhân đang phá tường bà. Đưa thôi, đây là anh làm để mà làm cái gác nhỉ, là gác nhà cho bà. Bên này thì anh đã đục được hai viên. Kìa, anh đã đục được hai viên rồi ạ. Ok, gác xếp là hai viên thôi anh? Hay nhiều nữa chứ? Nhà. Từ đây đến đây thôi. À, vâng. Phần lửa bao nữa. Vậy là sắp xong rồi. Kia là mảnh vữa cuối cùng của anh Khé. Khá là nhanh. Hôm nay là bây giờ là hiện tại là gần 5 giờ, bây giờ cũng tối rồi. Đó. Đây mẻ vữa cuối cùng đây. Mẻ vữa thừa. Đây.
em để đây cho để mai nó đông lại để cho dễ đảo vữa hơn. Mai nó đông lại à? Vâng, mai anh lở vào thế ạ. Đông, đông. À, vâng. Đông lại để cho dễ đổ vữa, thân mà anh lở vào thế. À? Anh hỏi anh lở không? Mai nó không. Anh Nhân và anh Khé đang xếp lại. Chị Mai anh đang xếp lại những cái hòn gạch này. Lửa cán đấy làm gì? Đấy, đẩy lại anh sẵn xếp rồi. Được. Khé nó xuống. Làm thật ngã nha anh nhá. Ngày mai lúc mình đảo vữa để cho nó đẹp ấy. Vâng, đúng mà. Nó thơm vào cho nó. Vì vậy là Vì ơi vậy là trong xem nào, trong vòng 4 ngày là lên được hết từ nhà ấy mà như này là thu hồi đúng không ạ? Thu hồi hai đầu hồi nhà. À thu hồi hai đầu hồi nhà. Vâng vâng. Wow. Lên nóc này. À ngày mai là thu hồi hai bên. Hai bên này thôi. Ngày mai là thu lên cao, bây giờ là thu để cho nó bằng nhau. Vâng, em chắc không phải là thợ xây nên là em sẽ không biết. Vì ơi, bây giờ cũng 5 giờ rồi, cũng gọi là hơi khá tối rồi. Thì anh em nhà Trịnh Tường là xin phép là đi về nhá. Cho mọi người cùng ngắm qua ngôi nhà của bà nhá.